Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em có một cái lô mai cây không được cao lắm nhưng mà cây nó rất là cứng và lá nó cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái lô mai này em bán cho cả nhà với giá là 5.500 một cây nha. Em ship từ 30 cây trở lên và không bao phí vận chuyển. Đây cây nó không cao lắm nha, nhưng mà cây của nó rất là cứng. Mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn ha. Rễ thì tất cả đều được quấn rễ hết nha. Cái lô này thì quấn rễ đủ kiểu ha. Kiểu nào cũng có hết nha cả nhà. Đó, đủ kiểu. Thì như thế này sao cho nó mới lên được đủ bộ đế ha. Rồi, cái cây thì cao tầm khoảng 3 tấc, 3 tấc rưỡi của em ha. Có cây thì khoảng 4 tấc luôn. Cây như thế này đây. Đó, cái cọng của nó nè. Đó. Rất là đẹp nha. Cây rất là đẹp luôn và rất là cứng luôn. Thì cao tầm khoảng 3 tấc, 3 tấc rưỡi nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. Em chỉ bán với giá là 5.500 một cây thôi nha. 3 tấc, 3 tấc rưỡi trở lên. Đây. Đó. Cả nhà nhìn cây rất là khỏe nha. Chúng ta về trồng thì nó sẽ rất là mau lớn. Đây cái rễ của nó thì uống đủ kiểu đủ loại nha. Đó, kiểu nào cũng có hết nha. Cái này là mình mau lên mình sẽ thấy. Đó, kiểu nào cũng có hết nha. Đây nó rút kiểu này cũng có nè. Rồi, cái này em bán với giá là 5.500 nha. Và em không bao phí vận chuyển. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha cả nhà.